Đơn hàng của bạn có tên là Trương Thị Ánh Nhi và tổng đơn hàng của bạn là 73.000 nha mọi người. Bạn có đặt một cái bánh cắm vỡ nè. Tiếp theo thì là 10 cái túi sticker thank you mà mình đã chiết ra để bán cho mọi người á. Đó, một bịch như thế này chỉ có giá là 3.000 thôi nha mọi người. Bên trong rất là nhiều sticker luôn á, rất là nhiều sticker thank you. Tiếp theo là 3 cái sticker mini để chiết. Tiếp theo là 20 cái bao bì size 5x8 nha. Rất là nhỏ nha mọi người nha. Tiếp theo là một set 5 washi. Và cuối cùng là một cái hộp sticker. Và đơn hàng của bạn đã xong, mình sẽ tặng cho bạn đây là bao bì lì xì ha. Và extra nè. Và móc khóa cho sushi nữa nè. Bao bì cho sushi nữa. Đơn hàng của bạn đã xong nha. Đơn hàng của bạn có tên là Ái My và bạn đặt trên Shopee nha mọi người. Tiếp theo đầu tiên thì bạn có đặt 7 cái túi sticker thank you. Cái này là mình đăng lên Shopee là ai cũng mua luôn đó mọi người. Rất là hot luôn, rất là cháy hàng. Tiếp theo là 2 cái kim ha. Cái mẫu này cũng được mọi người mua á, tại vì nó nhỏ nhỏ thì dễ thương lắm. Tiếp theo là 5 cái sticker lẻ. Tiếp theo thì là một cái bánh cơm vỡ, bạn lấy 2 cái ha. Và cuối cùng là một cái bánh ốc. Đơn hàng của bạn đã xong, mình sẽ tặng cho bạn một cái extra nè. Bao bì cho sushi. Móc khóa nữa. Và bao bì lì xì Tết ha. Đơn hàng của bạn đã xong. Đơn hàng của bạn có tên là Ánh Mai và bạn đã ở trên Shopee nha. Đầu tiên thì bạn có đặt 3 cái túi sticker mini tự chiết nè. 3 cái túi sticker thank you. Một cái bánh ốc 9.500. 2 cái donut 9.000 ha, màu tím và màu hồng. Một cái sushi bánh tròn. Một cái kem. Một set 6 tấm sticker truyền thống. Một deluxe ly hình gấu trúc. Một set nốt 100 tờ. 2 cục washi băng kia hoặc đơn hàng của bạn đã xong thì mình sẽ tặng cho bạn một cái extra ha. Và bao bì cho sushi nữa nha mọi người nha. Và đây là móc khóa nè. Và cuối cùng sẽ là phần tặng bao bì lì xì nha. Đơn hàng của bạn đã xong. Đơn hàng của bạn có tên là Lâm Bảo My và bạn ở trên Shopee nha. Thì đầu tiên là bạn có đặt 2 cái set nốt 100 tờ, một nốt hộp sữa và một nốt để decor bàn học nha. Nốt này thì là bên trong sẽ có dây nốt là 27.000, còn nốt này là không có dây nốt nha, 10.000 nha. Một cái bánh dâu, 3 cái sticker thank you. Và cuối cùng là 4 mic kem mini ha. Rất là mềm nha. Và đơn hàng của bạn đã xong thì mình sẽ tặng bao bì cho sushi nha mọi người. Và tặng móc khóa cho sushi của bạn nữa. Và đây là phần bao bì lì xì extra nè. Đơn hàng của bạn có tên là Nguyễn Ngọc Kim và đặt trên Shopee nha mọi người. Thì bạn có đặt một cái nốt để decor bàn học nè, một cái donut 9.000, 2 cái bao bì cho sushi nè, 2 cái deluxe ly ha, hình bí heo và ếch á, rất là xinh luôn á, đúng xinh luôn. 2 cái hộp sticker mèo và 4 cái sticker lẻ ha. Và đơn hàng của bạn đã xong thì mình sẽ tặng kèm cho bạn cái bao bì lì xì nè, tại vì bạn là khách quen luôn á. Extra ha, đơn hàng của bạn đã xong. Đơn hàng của bạn có tên là Trâm Trâm, bạn đã ở trên Shopee nha. Bạn có đặt một quyển sổ vở A5 nè. Tiếp theo là một cái deluxe ly hình donut nha.
Tiếp theo thì bạn có đặt 15 cái bao bì sushi, bao bì đựng sushi nha, một cái sticker thank you, hai cái sticker mini để chia, và cuối cùng là hai bếp kem ha, rất là mềm và slow ha. Và đơn hàng của bạn đã xong thì mình sẽ tặng kèm, đơn hàng của bạn đã xong thì mình sẽ tặng bao bì lì xì cho bạn nè, và cho bạn một cái extra ha.